Ủa, nhắn tin với em nào vậy? Ê, anh thấy nhãn này nó đủ độ lớn rồi ha, chuẩn bị nó chuyển qua chín đó đúng không? Thì gần gần đến lúc được ăn rồi đấy. Ừ, này là tự nhiên luôn đúng không? Tự nhiên đâu có phân thuốc gì đâu. Ừ, thì bỏ hoang mà. Quá trời luôn ha. Vài bữa mình được ăn anh 10. Tổng cộng là 7 cây hay 8 cây? 3 cây. Ngoài đó 4, 4, ngoài đó 4. 6, 7 cây. Cái kia bên kia cây nữa kìa. 8 cây. Ừ, 8 cây. Cây nào cũng sai trái. Tha hồ mà ăn luôn á. Qua đây ngồi nói chuyện chút thôi. Nhưng mà cái cây này làm như giống khác nè. Thấy nhãn hạt to. Ừ. Còn tất cả là nhãn xuồng cơm vàng hết. Mà cái này là đúng một lượt nó luôn ha. Đúng một lượt. Đúng một lô trái nó luôn. Trước người ta trồng cùng. Còn cái này trái nhiều hơn. Trái nhiều nhưng mà nhãn này hạt to, nó ăn không bằng nhãn xuồng. Ờ. Ừ. Vậy chắc một tháng nữa là có ăn á. Không tới đâu, tháng này chắc không còn trái nào. Đây em canh me dần dần. Ủa anh đem cái này làm trứng mua làm gì vậy? Nhậu hả? Nhậu đâu cho nhậu. Em hả? Ngồi xuống nói chuyện nghe. Mà cho em hả? Khùng hả? Đồ nghề anh không á. Cái này mới làm đồ nghề được hả? Được, cái nào cũng đồ nghề á. Á, à, tao khổ. Siêu hả? Anh cũng siêu. Ngày nào cũng kiếm đồ nghề vô chơi hết á. Cái này là gà ta phải không? Ừ, trứng gà. Mình mới mua được 4 cái trứng gà cho mọi người. Đâu phải đơn giản đâu. Chắc luộc lên cho mấy đứa trai. Vừa đi làm vừa phải suy nghĩ kiếm trò gì quay clip cho mọi người xem á. Nó bó tay anh luôn. Nó đau cái đầu quá. Em bó tay. À, bây giờ anh thấy nghe nè. Dạ. Theo anh. Sao anh? Đem trứng gà này bỏ vô chuồng gà nhà anh Thì. Bỏ vô chuồng gà nhà Thì á? À? Ừ. Cho nó tự gà nhà nó. Mình dụ nó vô chuồng gà lấy á. Đây là gì? Nhốt nó lại trong đó luôn. Đó hả? Ừ. Bây giờ đi với anh ta được nữa. Được, đi với anh đi ra cố cái cửa chuồng cái đó. Anh ngắm chưa? Anh biết cái chuồng đó rồi, chuồng ngoài sân nhà nó. Làm sao anh chỉ cho em chứ không biết nào đâu. Nhưng mà bị phải đi gia cố cái chuồng cái đã. Nhốt ra cho nó được không? Đúng rồi, mình làm cái bẫy như bẫy chuột. À, mấy cầu có cháy nữa kìa. Đúng không? Đúng. Nhãn này thôi, phải nhãn nào ăn được chưa? Rụng luôn, đụng vô nó rụng là nó chín rồi. Ừ. Ê, hãy. Ừ. Mới chín nè. À. Đưa cái bịch trứng cho anh. Đưa bịch trứng anh cầm á. Giờ đi kiếm gì gia cố cái cửa chuồng gà. Ê, cái cửa này đó. Được, rin cái cửa đó đi. Này nha. Nặng không anh khiêng cho? Không nhẹ mà. Ồ, cái ổi này quá trời trái luôn thầy. Ổi chim ỉa đó. Ổi gì? Ổi chim ỉa. Ổi chim ỉa hả? Cái này con chim nó ăn. Mình xàm á. Người ta kêu ổi xẻ, mình kêu ổi xẻ. Ở cây mặn nữa kìa. Có cây mặn. Đẹp trái quá trời luôn. Ý chứ. Công nhận mua của anh 10 cao quá. Mệt mệt quá. Đi làm cái này phải vậy thôi chứ sao. Nhìn trong thì nó nhìn thấy không hiện ra là đây là cái chuồng gà nhà bé Thì nha mọi người. Bây giờ anh dựng nhiều vô. Đúng rồi, anh dựng đây đi. Không, anh dựng xe ra mày làm như cái bẫy có chốt mà giật sập bẫy á, hiểu không? Dựng nó lên lại rồi mở cửa ra vô bỏ 4 cái trứng gà đi rồi anh chỉ tiếp cho mọi người. Chờ một chút nha để hai anh em mình làm một cái bẫy nha mọi người, thay vì bẫy gà đi bữa nay mình bẫy bẫy người. Chờ chút
A few moments later. Chị ơi! Đi! Chị quay ra thì lấy những cái trứng gà này thì vô đi. Ủa làm gì lấy vô đang ấp hả? Ông không sao phải về lấy cái mũ tiêu á để sang nguồn gốc nhãn luộc ăn á. Ủa cái gì? Mấy trứng gà này thì ngoài xuống á. Thiệt không? Thật. Nổi hùng này sao ngày nào không trốn á. Ủa gửi dẫn đây đâu rồi? Ông thân ta bên kia giờ ông kêu phải về lấy mũ tiêu để là hai thằng luộc ngồi gốc nhãn ăn á. Nhưng mà nói nghe. Gì? Có giờ phải về đừng có nói gì. Vậy là ổng chuẩn bị ổng vô ổng lấy đúng không? Ừ, nhưng bây giờ phải về trước đi. Gọi tiếp đi không? Ừ. Sao bà chủ vô dành nhà con chi vậy? Dành bà nội mày á, tao bị nhốt nè con chó. Có ai vậy? Có ai không? Chết bà rồi. Có ai không? Ai thiết bị một cái trời. Sao gà? Con mẹ mày nó sợ trời dám. Sáng giờ, hồi trưa giờ mày cũng không thấy nó thì đâu luôn. Không, không có thấy đâu. Cái quỷ thể kia vẫn ngon nha. Nhốt tôi trong này đúng không?
Em quỷ nghe là ông mười nè. Giờ có thả ra không? Ở nó mầm thì tôi đạp cho banh cái cửa tin không? Em quỷ ông bên hồng kịch lộn kia dám cài bẫy tôi nha. Giờ có thả ra không? Đi đâu rồi? Bỏ nhà không ai rồi. Tôi mà ra được là hai người chết với tôi nè. Thôi phải đi hai anh em mình lên ngó nhà nhìn nó chút đi. Ê không được. Ê mày mà không thả tao ra một xíu là tao quýnh mày chết đó nha. Thì ơi. Trời như thiệt chứ. Như tắm luôn rồi nè. Anh không đừng đi em đây nè. Trời ơi la muốn ngắt cái cẳng họng luôn rồi đó. Kiếm coi. Nó có lọt xuống hồ cá này không? Chuông gà. Đây nó có. Này sao chịu kia nhà ăn mất tiêu rồi. Ê chuông gà đây nè. Cái thằng quỷ này mày dám bỏ mày ngu ngu không? Tao quýnh mày bây giờ. Anh không? Hai người bày mưu nhốt em vào đây đúng không? Ê nó kìa. Đâu. Ê chui vô chuồng gà chi vậy? Hai người nhốt em đúng không? Ủa? Đi ra bằng đường nào? Xong ra. Mày theo bản hùng hả? Đi ra bằng đường nào? Xong ra. Ra có được không mà ra cứ ngắt rồi nè. Em kẹo cả này nè mà không ra luôn. Tôi sắp về. Ủa rồi cha em để đóng đồ đây chi trời. Anh đi, anh với cái thằng quê em quỷ mới. Sao? Mày chết thì thằng ra được mày chết. Để thuê cái máy cắp nhá. Cứ ngắt luôn rồi. Em thuê cái máy cắp nhá. Còn ở đâu rồi tôi thừa biết là hai người nữa. Có biết đâu. Tự nhiên Nguyên đóng đồ giờ dạ. Ai khiêng ra nổi dạ. Sao mà khiêng được dạ, có đi vô không? Có thả ra không? Đi vô thảy đi vô nặng nó mồ luôn à. Con đánh con đánh em nè. Em xin lỗi em biết lỗi à. Con đánh thể đó không biết lỗi à. Xin lỗi thể xin lỗi ai ra đi để quạt ra mắt á con coi nó. Ê lấy cái điện thoại chụp mình chụp đi mà sợ quạt ra mắt dạ có thả ra không? Cái quạt cái mát. Tôi thừa biết là hai cái ông binh này nè. Không, mà bây giờ là cách nào để cho thì đó. Ai biết gì, tự nhiên anh qua thấy vô nhà em kêu quá trời kêu không thấy em đâu hết. Đi kiếm hết cái vườn này luôn. Anh chạy về lấy cái xẻng em đào cái lỗ không này thì chung là cứu thì. Dạ có thả ra không? Để anh Hùng lấy cái xẻng em đào cái lỗ cho chung cứu. Thiệt chứ không. Ê, mày giữ không? Mày giữ không? Như con đi. Giữ không? Anh chơi vậy đó hả? Ai chơi? Chơi gì? Nhưng mà bây giờ ra bằng đường nào? Bây giờ thôi giờ giả thi. Nói ngay. Giả thi. Nói lẹ tao khiêng đồ ra. Dạ. Anh kêu nó giả thi. Cô là ai kêu nó hôn em đây. Nó có một mày bây giờ tin ông. Thằng quỷ. Mày ở đó mà mày cứ mày cứ theo phe ổng không? Nghe không? Ai biết? Nãy vô nhà em không thấy em kiếm em quá trời. Mày đi ra chỗ khác. Nhưng mà giờ hôn thầy cả đi. Mày có cầm. Đâu? Để em xem tao đi vô em nghe rồi. Anh Hùng lấy cái sạc em đào cái đồ. Nặng quá rồi sao khiên. Giờ một đống đồ không thích ra sao mà ta thì để nhiều đồ vậy. Sức người hai người sức con trai mà ông nó không xưng nó được. Một đống đồ. Ủa sao gài bẫy được sao gài nhau được. Ai gài bẫy ai gài bẫy. Nói ai gài vậy. Nói hai người á. Nói bậy bạ không à. Nói ai gài vậy. Tự thì đó. Không biết đó nha. Tự nhiên là tôi vô tôi kiếm mà không có. Anh Hùng ơi coi như em sai đi. Thở anh Thở ơi coi như em sai đi. Giờ thả em lần này đi. Thì ngồi đây thì về lấy cái chảo thì đau lỗ hai. Thầy cứu đó. Coi ấy phụ Rinh để anh vô anh kiếm đồ ra. Đúng rồi chứ. Kêu ai ra qua phụ khiên chứ làm sao mà nổi đóng được. Hai người ra đẩy đi em dùng sức ở trong em đẩy ra cũng được. Được không nổi không? Chứ ngợp thở quá hả. Cái thầy quạt cho. Thật như chó mà. Mày ở đó mày quạt cái mát được để tao mà ra được á tao quýnh cái bản mặt mày để mày ngồi nghĩ cách đi để ngồi mày mà cái thùng quá à cho anh rớt lên Facebook trời ơi là trời cái má thiệt chứ giống như hai cái thằng ung binh này là tôi không có ngày nào tôi yên hết trơn á rồi thì quạt cái mát đây lát nữa phải uống rồi. Mất không? Mất không? Tôi mà ra được tôi cắn hai người cho sức cái con ấy luôn á. Giờ có thả ra không? Năn nỉ không? Nói lớn tiếng bỏ tôi về luôn á. Thì hồi nãy giờ năn nỉ cũng không được, giờ nói lớn cũng không xong. Thì bây giờ thì nói nhỏ nhẹ chứ nào, đang mệt có chết luôn á. Giờ em kêu ông ta cắn hai người vậy tin không? Thiệt chứ, mệt như chó nào mà hôi, thiệt như tắm như ấy luôn á.
Ăn nha. Chạy trước.